Hello, xin chào mọi người. Hiện tại mình đang ở ngoài vườn hồng. Đằng sau mình này mọi người, hồng nó đã xanh mướt một vườn này. Đây là vườn tỏi nhà mình nhé. Hôm nay mình sẽ ra mình đi hái ngồng tỏi. Đó, mọi người thấy này, ngồng tỏi nó lên nhiều lắm. Mình sẽ ra mình hái để cho nó cái củ nó thật to nhé. Và bây giờ mình sẽ đi hái cái ngồng tỏi nhá. Đây là cái núm tỏi nhà mình này. Trời nắng lắm mọi người, hôm nay bên đây trời nắng. Mới đầu mùa mà đã hay thời tiết đã hay 6-7 độ rồi. Nóng lắm. Nhanh để hái còn đi về. Nắng rát hết tay mọi người ạ. Nhổ này mệt quá. Mọi người ơi, sau khi mình đã hái xong thì mình được một cái đám ngồng tỏi thế này này mọi người, rất là nhiều luôn. Mình đoán chừng tầm này, cái đám này khoảng tầm 2 cân đấy mọi người, rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cho vào, mình ngâm nước tương nha mọi người. Mình ngâm tương rồi mình để một ít lại để mình xào thịt bò. Đó, mọi người nhìn cái ngồng tỏi nó rất là non và nó nhỏ. Bây giờ mình sẽ đi mình cắt bỏ cái phần đầu đi mọi người nhá. Cái phần đầu này là hình như là ít nữa nó già nó sẽ ra hoa đó mọi người. Nên mình sẽ bỏ mình không ăn. Và bây giờ mình sẽ làm hết đám này nhá. Đây, và sau khi mình đã làm sạch sẽ và mình đã rửa sạch đi rồi mọi người ạ. Đó. Mình làm sạch hết rồi, mình rửa sạch đi rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt ra. Mình cắt từng cắt khúc ra thì cho nó vừa ăn. Thì mọi người cắt khoảng tầm 5cm là vừa rồi đấy mọi người. Cái ngồng tỏi nhà mình nó không có được đẹp mã cho lắm, nhưng mà rất là ăn rất là ngon và non. Đây, bây giờ mình sẽ cắt ra nha mọi người. Mình dùng kéo mình cắt. Mình cắt khúc ra khoảng tầm 5cm vừa ăn thôi. Năm nay là năm lần đầu tiên nhà mình trồng tỏi và được hái ngồng tỏi được ăn đấy mọi người. Thu hoạch hồng ngồng tỏi. Đấy, mình cắt khoảng tầm 5cm này thôi mọi người ạ. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt hết đám này nha. Và sau khi mình đã cắt xong rồi đó, thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nước tương để mình ngâm nhé mọi người. Và hôm nay mình sẽ sử dụng cái cốc giấy này để mình đo này. Mình đo liều lượng đó. Mình sẽ sử dụng một cốc rưỡi nước này. Một cốc rưỡi nước. Rồi sau đó mình sẽ cho một cốc rưỡi nước tương nha mọi người. Một cốc rưỡi nước tương. Và sau đó mình sẽ cho một cốc giấm. Một cốc giấm và một cốc đường nha mọi người. Thì bởi vì nhà mình hôm nay hết mất đường trắng rồi nên mình sử dụng đường nâu này vậy. Không sao nha mọi người. Mình sử dụng đường nào cũng được. Giờ mình sẽ cho tiếp một cốc đường này. Và tiếp theo mình sẽ cho thêm 1/3 cốc rượu nha mọi người. Mình sẽ cho thêm 1/3 cốc rượu này.
Rượu nội làm nó nhẹ đó mọi người ạ, đừng có nặng. Cho rượu dùng để chuyên nấu ăn là hợp nhất. Và bây giờ mình sẽ đảo đều lên cho nó tan đường nha mọi người. Rồi sau đó mình sẽ cho lên nấu. Nó sôi lên rồi là mình sẽ để nó nguội nha mọi người. Đó, mình cứ để mình quấy đều lên cho nó tan ra. Sau khi mình quấy tan thì rồi thì mình bắt lên bếp mình nấu nha mọi người. Bây giờ nó chuẩn bị sôi lên rồi mọi người ạ. Sôi lên khoảng tầm 1 phút là mình tắt bếp rồi mình để cho nó nguội nha mọi người. Sau đó mình sẽ đổ vào để mình ngâm. Và bây giờ mình sẽ nấu một nồi nước để mình trần qua cái gồng tỏi nha mọi người. Mình chuẩn bị 1 lít nước và mình cho 1 cốc đường vào này. Rồi mình cho tiếp 1 cốc muối. Rồi mình nấu lên, mình nấu cho nó thật sôi lên. Xong đó mình sẽ trần qua cái gồng tỏi nha mọi người. Giờ mình sẽ khuấy đều lên này. Mình sẽ khuấy đều lên cho mọi người. Nó thật sôi xong rồi sau đó mình sẽ bắc ra mình trần trực tiếp vào cái gồng tỏi nha. Đó, nước của mình nó đang sôi rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình sẽ trần gồng tỏi nha. Bây giờ mình sẽ đổ nước sôi vào đây để mình trần này. Mình trần xong đó mình để cho nó thật là ráo nước nha mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ để cho nó ráo nước. Xong rồi đó mình tiến hành mình ngâm. Vào đây, nồi nước tương mình đã để cho nó nguội rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ vào trong cái bát ngồng tỏi này để mình ngâm nhá. Thì bởi vì cái ngồng tỏi này nó cồng kềnh quá đấy mọi người. Mình không có xếp đầu đuôi ra cho nên nó hơi bị cồng, nó chiếm nhiều diện tích quá. Mình nấu hơi bị thiếu nước. Thì do mình nấu ước lượng nó bị thiếu nước đó, thiếu cái nước tương bây giờ. Cho nên là mình sẽ tiến hành mình nấu thêm một cái nồi nước tương nữa nhá mọi người. Thì mình nấu y hệt với cái liều lượng như lúc mình nấu ban đầu đó. Thì nấu 2 lần gộp lại thì là 3 cốc nước và 3 cốc nước tương, 2 cốc đường và 2 cốc giấm đó. Thì mình không cho thêm rượu nhá mọi người, rượu thì mình không cho thêm. Mọi người ơi, đây là cái tô ngồng tỏi ngâm tương của mình đây. Sau 4 ngày mình để ở ngoài thì nó đã thấm gia vị và nó đã nên màu như thế này mọi người ạ, nó không còn màu xanh nữa nhé. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đây 4 ngày mình để ở ngoài thì mình bây giờ mình có thể ăn luôn được rồi nhé. Thì mình sợ nó chua cho nên là mình sẽ để vào trong tủ lạnh mình ăn dần. Mọi người ơi, ăn rất là giòn và thấm gia vị ngon. Đặc biệt là nó không có cái mùi hăng và mùi cay nồng của gồng tỏi khi còn tươi nhé mọi người. Rất là ngon luôn. Đó, mọi người nhìn hấp dẫn chưa? Màu cũng rất là đẹp nhá, nó không bị ngả màu thâm đen nhá, vẫn còn giữ cái màu xanh xanh rất là đẹp. Đấy, thì cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhá. Nếu mọi người thấy thích hay hữu ích hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.